bụng quá chị ơi. Thiệt không? Thiệt, đẹp quá à. Cảm thấy tâm hồn mình thiệt là yên bình luôn á. Chị á nha, chị kỳ lắm á. Tại kỳ? Sao ở một cái quán đẹp như vậy mà tại sao bây giờ em mới biết là sao? Em biết tại sao em mới biết không? Tại sao? Tại vì lần đầu tiên em mới tới đây. Xem hỏi vô duyên quá ha, hỏi vậy cũng hỏi nữa. Mà tại chị với bộ. Sao lại tại chị nữa? Chị hả, chị làm chương trình ở đây là em nhớ là làm nhiều chương trình ở đây lắm rồi nè. Nhất là cái chương trình Có Lý Có Tình Hoa Giữa Đời nè, đúng không? Vậy mà bây giờ chị mới giới thiệu em đến đây là sao hả? Đúng không? Thì cũng tại ai em chứ tại ai? Em hả? Em sao? Thì cứ mỗi lần chị rủ em đi á thì em nói thôi ở đây xa lắm, đi đường nắng nôi nực nội. Có không? Có đâu, tại em đâu có ngờ là ở đây lại đẹp như vậy. Tại vì em không tin lời chị nói. Chị đã nói rồi, ở đây rất là đẹp, rất là thơ mộng, rất là đúng ý của em, sở thích của em. Mà em không chịu. Ý khoan khoan chị ơi, chị ơi. Nhưng mà cái quán ăn này á, có bán đồ ăn không? Trời đất ơi, quán này là quán gì? Quán ăn vui vẻ. Vậy quán ăn vui vẻ có bán đồ ăn không? Thì có chữ ăn tức là có bán đồ ăn đúng không? Vậy cũng hỏi nữa. Không, không phải, ý em phải vậy. Chứ ý em là không? Tại vì là vui vẻ là sao? Sao quán ăn mà lại vui vẻ? Trời ơi, rất là đơn giản. Em không nghe người ta nói câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ sao? Có, mà liên quan gì? Thì vui vẻ đúng không? Em vào quán thì quán sẽ tạo cho em một cái không khí rất là vui vẻ. Trước khi em dùng món ăn đó, em sẽ cảm thấy món ăn đó sẽ ngon hơn nè. Tâm trạng của em được thoải mái nè, được thư giãn nè. À, vậy là vô đây là quán sẽ làm cho mình vui vẻ. Ừ. Quán làm cái gì mà mình lại thấy vui vẻ vậy chị? Em muốn làm cái gì? Không biết. Ôi chị kỳ quá, em hỏi thiệt á. Thiệt không? Ủa sao quán làm cái gì mà lại vui được? Ý chị á là sẽ có người phục vụ ra đây kể những mẫu chuyện cười để mình thưởng thức, mình thư giãn, rồi sau đó mình sẽ dùng món ăn. Cái quán này á là quán ăn vui vẻ. Hèn chi nãy giờ lúc mà em mới bước vô đây nè, em đã cảm thấy vui vẻ rồi. Mặc dù chưa có nghe câu chuyện gì hết, tự em nói mình em cũng cảm thấy vui nữa. Bình thường chị thấy em cũng vui vẻ nữa, có bao giờ chị thấy em buồn đâu. Thôi em vui quá chắc em thành vô duyên á. Thôi chị gọi phục vụ ra liền đi, em nôn quá à. Để chị không biết là họ kể chuyện có hay hay không nữa. Khỏi gọi, có mặt phục vụ liền. Trời ơi, anh Danh rồi. Ủa anh đi làm phục vụ hồi nào vậy? Em ơi, em lộn rồi. Đây không phải là anh Văn Ri ở trên thành phố diễn viên của mình đâu. Đây là anh Thi, quản lý của nhà hàng này. Đúng rồi, ai cũng lộn hết trời, vô lộn. Hà ơi, em vô đây thường xuyên thì em gặp em phải giới thiệu liền chứ. Thấy không? Này là Thùy Dương đúng không? Dạ. Ủa anh biết em hả? Trời, coi vô tiếng thấy hoài. Vậy hả? Ở ngoài đời em vui hơn trong phim. Vậy hả? Dạ. Tại vì thường ngày là có phục vụ bàn này. Dạ. Tại xin nghỉ rồi. Sao vậy anh? Nghỉ phép, buồn quá nó nghỉ. Ủa sao buồn anh? Mới lấy vợ. Lấy vợ sao buồn? Lấy vợ phải vui chứ. Đó, cái chuyện là chỗ đó đó. Lấy vợ xong rồi cái bạn bè không gặp. Đâu nguyên cả tuần luôn. Cái tụi bạn bè mới hợp lại mời được ra ngồi nhậu. Chửi nó là mày á sợ vợ nè, rồi không thèm gặp bạn bè, rồi chửi con vợ mày này nọ, chửi quá trời luôn. Cái nó ngồi im, cuối cùng nó chịu nổi, nó hất nguyên cái bàn luôn. Rồi tụi bay nghe chửi tao từ đầu giờ tao không nói, tao nói tao sợ vợ mà đâu phải mình tao sợ vợ tao đâu, cả xóm tao đều sợ chứ bộ. Ủa thấy ghê chưa, vợ nó cả xóm rồi, cái nó buồn quá nó nói cho nó nghỉ một hai ngày cho thư giãn được không, nên anh mới trực tiếp ra đây phục vụ hai em. Vậy thì tội nghiệp cho anh chàng đó quá ha. Em hiểu rồi. Thì cái anh chàng phục vụ đó. Đâu có phải mình ảnh tội nghiệp đâu, cả xóm luôn bộ. Thấy không, cả xóm sợ luôn. Trời ơi, nói chuyện có duyên á. Dạ, trong khi mà chờ đợi món ăn ha. Dạ. Thì cũng như mọi hôm vậy đó. Mà thấy hồi nãy anh đứng đằng kia nghe Thùy Dương nói nôn lắm, muốn nghe chuyện cười phải không? Thì anh cũng mạn phép ha, kể một câu chuyện. Ủa vậy là cái chuyện hồi nãy chưa phải chuyện cười hả anh? Anh đang kể nguyên nhân của phục vụ, cái chuyện đâu có gì đâu vui, chuyện buồn mà. Nhưng mà em nghe em đã thấy vui rồi đó, bây giờ kể chuyện cười thật sự là chắc là còn vui hơn nữa nè. Rồi em chuẩn bị sẵn sàng tư thế nè. Rồi, câu chuyện là vậy. Ở các tướng sĩ dũng cảm, ta rất tự hào vì trong tay của ta có một đội quân dũng cảm, tinh nhuệ, văn võ song toàn. Hôm nay ta muốn biết rằng trong hàng ngũ của chúng ta ai là tay bơi giỏi, ai là tay chèo giỏi. Người nào bơi giỏi chèo giỏi xin bước ra phía trước. Dạ bẩm quan, 2 tuổi con đã dạy dùng sông nước,
và sống ở Cù Lao, sông nước dây quanh. Tốt, còn ai nữa không? Dạ, bẩm quan, năm 16 tuổi, đoạt giải tay lượng toàn huyện và được nhiều bằng khen cấp huyện xã. Hay quá, còn ai nữa? Chánh ra, dạ bẩm quan, con từng 18 lần cứu người chết đuối, già có, trẻ có, cao có, thấp có, nguyên diện có và dị tật có. Ui. Được phong tặng là cá kinh trên sông nước. Tuyệt vời quá. Còn ai nữa không? Anh né cho em bước qua cái anh. Đây đi. Dạ bẩm quan, nó phải khoe khoang để cho quan thương, chứ con bơi 50 dặm trong vòng 1 giờ không hề mỏi tay mỏi chân. Ôi tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Ôi ta không ngờ, ta không ngờ trong hàng ngũ của chúng ta lại có những con cá kinh như vậy. Ở trên bờ cũng tuyệt vời, mà ở dưới nước cũng quá hay quá giỏi. Hay lắm, hay lắm. Đây, xin tất cả anh em hãy cho bốn con cá kinh này một tràng pháo tay thật lớn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và bây giờ, xin bốn con cá kinh hãy nghe ta phán truyền đây. Bốn con cá kinh sẽ được ta giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chỉ có bốn con cá kinh này mới có thể đảm đương cái nhiệm vụ này. Nếu không có bốn con cá kinh này thì nhiệm vụ này sẽ không hoàn thành được. Nghe ta nói đây, bốn con cá kinh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Thì nghe cho rõ đây, xin mời bốn con cá kinh hãy rinh chiếc xuồng này bỏ xuống sông lại cho ta. Hả? Làm sao quá? Chứ nghĩ sao vậy? Hả? Nghĩ làm sao biết bơi, biết lội, biết chạy, biết chống mà để cái xuồng nằm trên bờ là sao? Đúng không? Nó nằm trên bờ nó chắn lối đi, kiểu này làm sao đi qua lại được dễ dàng? Nghĩ sao vậy? Hồi sáng giờ đi qua lại mà không nhìn thấy hả? Biết bơi mà, biết kèo mà sao biết đem cái ghe, cái xuồng này bỏ xuống sông? Hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nhìn quá tốt, cố gắng làm cho xong. Còn tất cả theo ta ra quán cơm ăn trưa. Dạ. Vui không? Vui không? Vui thiệt. Vui quá trời luôn. Nó lãng xẹt á. Nó chết chết làm sao á. Trời, mà em mừng ghê luôn á chị. Mừng gì? Chị biết sao không? Từ đó giờ em cứ tủi thân. Em nghĩ là em vô duyên, em chết quớt lắm rồi. Vậy mà hôm nay em nghe chuyện của ảnh kể, em thấy là cái ông quan hồi xưa ổng còn chết hơn em nữa. Mà nó có duyên ở cái chỗ chết chết đó. Thì đó. Thì đó nên em đừng có sợ là em vô duyên chết chết. Cái chết chết của em là có duyên đó. À, vậy là cái vô duyên của em là cái có duyên hả? Thầy thấy chưa, anh Thi của mình á chẳng những có duyên mà còn rất là dễ thương so với anh Răng Di của mình, đúng không? Đúng rồi đó, đẹp trai hơn quá. Nói là hồi mặt ảnh đỏ lên. Nói chứ chị Hà đây xuống đây thường xuyên rồi. Dạ. Cũng kể mấy câu chuyện cho tụi anh nghe, rồi tụi anh xin bản quyền luôn để khách mà vô kể lại mấy câu chuyện. Chị Hà kể chuyện có duyên lắm chứ bộ. Trời ơi, em sao kể chuyện có duyên bằng cái cô này. Cô này còn kể chuyện hả, có duyên hơn em nữa đó. Phải không? Thiếu. Không có. Không, anh nghĩ sao vậy? Không, em vô duyên vậy sao kể chuyện có duyên được hả? Không, em vô duyên nào, em rất là có duyên. Em kể cho anh nghe đi. Cho anh xin câu chuyện đi. Kỳ quá nha. Kỳ gì? Này là tại anh chị ép em kể mới kể nha. Em kể mà không chịu cười á là em giận á. Bây giờ em kể đi, mà kể xong rồi cho anh xin cái bản quyền luôn. Để khách vô đây nè. Anh kể lại chuyện đó phục vụ cho khách. Được rồi, hãnh diện quá à. Vậy giờ em kể cho anh chị nghe nha. Hồi đó giờ em kể mấy chuyện khác á không ai cười hết, không biết hôm nay kể chuyện này có vui không nữa. Thôi kệ, nhưng mà có gì cười ủng hộ em cũng được. Rồi. Câu chuyện của em nó là như thế này. Qua nhà chú Ba Càng xin cho tôi miếng than để dành tôi nằm đẻ. Chú Ba ơi, có nhà chú Ba. Chú Ba ơi. Ơi. Chú Ba ơi, có nhà không chú Ba? Chú Ba. Chú Ba ơi, chú...
đâu vậy? Tôi lại nhà chú xin than á, không gặp chú tôi đẩy cửa vô đại, ai về con chó nhà chú nó ra cắn tôi quá trời luôn. Trời, mày ngu quá, chó nhà tao đang đẻ mà không có tao nhà mở cửa mày xông vô nó cắn mày là phải rồi. Ngu còn ra đây mét nữa. Chó chú nuôi cắn người ta chú còn nói vậy nữa hả? Nói cái gì? Tao nói không phải vậy khôn nha. Nói một lần để mày nhớ đời luôn nghe. Cái con gì mà đẻ là nó dữ lắm, hiểu không? Đừng bao giờ tới gần nó hết. Tới gần nó là nó cắn không chừa một ai hết á. Ủa? Chuyện chú ba sao vậy? Chó nó cắn. Chú tới gần chi? Tao đâu có tới gần. Vậy sao nó cắn? Lỡ đạp cái đuôi nó. Anh ơi. Gì vậy em? Lấy cho em cái khăn ướt. Bất cứ con gì đẻ nó cũng dữ lắm, đừng bao giờ tới gần nó. Nó sẽ cắn không chừa một ai hết. Khủng khiếp lắm. Anh ơi. Gì nữa vậy em? Lấy cho em cái tả. Nó sẽ cắn không chừa một ai hết. Không chừa một ai hết. Anh làm cái gì kỳ cục vậy? Từ bữa mà em đẻ xong đến giờ anh không dám bước chân vô đây là sao hả? Em ơi, ra đây ăn cơm nè. Sao mà em ra đó ăn cơm được? Anh phải mang cơm vô đây cho em. Bất cứ con gì đẻ nó cũng dữ lắm, đừng bao giờ tới gần nó. Nó sẽ cắn không chừa một ai hết. Khủng khiếp lắm. Nó sẽ cắn không chừa một ai hết. Khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Cơm. Nó sẽ cắn không chừa một ai hết. Khủng khiếp, khủng lắm, khiếp lắm. Đừng có cắn, đừng có cắn nha. Đừng có cắn, đừng có cắn. Vui không? Vui không? Vui, chuyện vui mà. Vui thiệt hay là vui an ủi? Vui thiệt. Không, cái này tôi vui thiệt. Cho anh xin cái bản quyền cái câu chuyện đó luôn nha. Để khách cho anh kể cho khách nghe. Trời ơi, sẵn sàng, em sẵn sàng cho anh hạnh diện quá chị ơi. Anh thấy không, cái chuyện của em nó chớp đấu thua về chuyện của anh nãy đâu. Nhưng mà vui, anh công nhận vui. Bây giờ, cái chuyện quan trọng nhất. Dạ. Và cái vấn đề mà hai em vô đây, anh phải thực hiện cái vấn đề đó. Là cái gì? Gì anh? Gì anh? Lấy thực đơn ra để hai em chọn món. À, đúng rồi, đó đúng rồi. Cái gì đó. Cảm ơn anh.